chọn được màu chứ trời. Nhiều khi chị thấy chọn màu sơn móng tay còn khó hơn chọn màu sơn xe hơi. Bởi vậy cái nết của chị tôi nói chuyện ra là biết quen người yêu đại gia liền vậy đó. Nhưng mà em nói nè nha, cái gì cũng phải từ từ thôi, chứ không hả là mang tiếng quen người ta vì tiền đó. Biết rồi má nội ơi, trong cái trường hợp này là ảnh tự nguyện dâng hiến cho chị, chứ chị có đòi hỏi cái gì đâu. Trải qua bao nhiêu chuyện tình yêu, cảm giác trong em vơi đi nhiều. Tóm lại là bây giờ chị chỉ muốn một tình yêu bình yên thôi, đơn giản thôi. Bây giờ có bao nhiêu màu sơn, sơn hết lên cho chị. Trăm màu sơn sơn hết nổi bà nội. Thì bây giờ sơn lên thấy không thích, bôi sơn lại. Thôi chị rảnh mà em. Nhiều khi chị nghĩ tiền nhiều quá, mình ngồi vậy mình nhìn thời gian trôi qua, tiền trôi qua nó vô vị sao. Trời ơi, nhưng mà em nói với chị ha, cái gì mình cũng phải có cái riêng của mình. Chị cũng phải ha, có cái gì riêng của chị đi, chứ không thôi bám người ta hoài nữa người ta khinh. Biết rồi má nội ơi. Tại vì sao? Tại vì ảnh vào đời bằng lối nhỏ, chị vào đời bằng lối to. Chị biết mà, chị hiểu chuyện trơn á. Em chào hai chị. Búp bê bằng sứ đi đâu ra vậy cưng? Lời nói đầu tiên, xin cho phép em gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến với hai chị. Thôi về giùm mấy má. Ở đây không có mua bảo hiểm, người yêu tôi mua cho tôi rồi, cũng không có mua bất động sản luôn. Về đi, về về về. Đúng về, rồi về. Người yêu bà giàu lắm, mấy này mua sẵn cho bà rồi chị ơi, không mua đâu. Về đi cưng. Dạ không, em đến đây không phải mua bạn, mà em đến đây để tìm một người. Ai? Chị em hỏi, ở đây có ai tên là Hiền Hà không ạ? Bả nè chị. Mà nhiều chuyện quá. Chị này cứ có gì không? Chị là Hiền Hà. Hiền Hà là chị. Đúng. Hà Hiền chị là. Là Hiền chị Hà. Ông bố quá à, điên hả? Nóm chị cũng xính sẵn nữa. Mà sao đi giật chồng người khác vậy? Cái gì vậy trời? Ở đâu vô thì sống vô nhà tôi nói tôi giật chồng ai vậy? Nói gì vậy? Có lộn không? Chị ơi, chị lộn ai rồi đó? Chị của em là quen ha, người yêu ta là quen biết bao lâu rồi mà người yêu ta đại gia nó ta quen có một người à. Nói mà hồi tao kêu body gạt cái rước mày ra bây giờ á. Sao mà luôn được? Em là CEO. Em làm cái chí cũng có bằng chứng hết. Đấy. Bằng chứng đi. Chị xem đi. Thôi chị coi coi. Chị phải không? Thôi chị. Ai đây? Bộ chị. Ê. Bố chị nè. Bố chị nè. Và cùng là bố của em. Cái gì vậy? Ai chết tiệt, chết tiệt. Chết tiệt cái con nhỏ này. Mày đang nói cái quái gì chị hả? Vì em quá ghét chị. Phải làm sao, phải làm sao. Hôm nay em phải đập chết con bướm của chị. Cho cho em xin, cho em xin, cho em xin đi, cho em xin đi. Bồ của chị. Bồ của chị. Để bông đào lá. Trước tiên xin phá tan cái bầu không khí im lặng này cho em hát một bài được không ạ? Tôi quá mệt mỏi rồi. Gì mà kéo tới nhà anh xong rồi im re hết vậy? Nói gì đó đi chứ. Em xin có ý kiến. Mời chị ý kiến. Ý kiến của em là em mời chị ní nói trước. What? Để làm gì? Để làm gì? Tôi quá mệt mỏi với cái tinh thần này rồi. Tôi đã có quyết định của riêng mình rồi. Như rửa thì chị nói luôn đi. Để chị. Để em tránh đơ chung ý tưởng. Đơ chung ý tưởng à? Thì chị ní nha. Chị vừa phải thôi nha. Tôi quá mệt mỏi về cái tinh thần đi. Không có nhái tao nha. Bây giờ tóm lại là tôi mời ba anh chị lại đây là không phải cãi nhau. Bây giờ tôi muốn chị mắt cha. Chị là cái gì của anh Hoàng Đức? Chị Hiền Hà, chị là cái gì của anh Hoàng Đức? Nói. Cái chuyện bắt đầu á là từ tối hôm nọ đó, là anh đi công tác ở Huế. Thì tối mày món men. Chị ngồi xuống đây tôi kể cho chị nghe. Cái chuyện nào nó cũng còn hến suối máy rùi. Chị đâu có ai muộn đâu chị ơi. Hôm nữa nè, em đang túng tắng trên chiếc cầu Trang Tiền thì em bắt gặp anh ấy, anh Hoàng Đức nữa. Thì em mới ngò lời mời về anh. Anh ơi, anh có thể đến với em bằng một chén bánh bèo được không anh? Không em, anh không có ăn bánh bèo. Anh nữa không ăn bánh bèo mà anh ăn em. Mà như rửa là chúng em đến với nhau. Vậy em là người Huế hả?
Dạ không, em là người Nam. Thì tại sao nói giọng Huế? Tại vì hôm đó anh ấy đi công tác ngoài Huế, cho nên là em phải da gái Huế. Em tiệp cần với anh, em nội chuyên với anh. Hay hả, cô gái này hay nhờ. Dạ. Xin lỗi em đi, chi mới là gái Huế nè. Trời. Ủa sao nãy giờ em thấy chị nói giọng Nam mà? Chuyện là dưới ní, chị là con gái Huế, nhưng mà hôm đó chị đi du lịch trong Sài Gòn, xong rồi chị gặp anh Đức ở trong Sài Gòn. Chị phải giả giọng miền Nam để chị cua hẳn chứ. Rồi chị giả giọng miền Nam, sao giọng bây giờ chị Nam tính quá vậy? Chị giả giọng miền Nam lâu quá, giọng chị Nam tính rồi. Cái cổ chị bự như cái bú cổ luôn đúng không? Thôi trời ơi, có nãy giờ có bao nhiêu đó mà xài quần hoài. Anh Đức, bây giờ anh chọn ai? Nói đi. Anh nói đi. Nói liền luôn. Bình tĩnh. Nói đi nữa. Nói đi, mẹ lên. Nhanh lên. Nói nè, chọn cái gì mà chọn? Từ đó tới bây giờ á, không bao giờ mà anh có nhu cầu chọn lựa ai hết á. Em, anh thương em biết mà đúng không? Anh cũng yêu em nữa. Thì đó, thì tụi mình là anh em nương tựa với nhau. Anh em nương tựa. Đây nè, giờ tụi mình là gì? Anh em nương tựa đúng không? Anh em nương tựa. Ừ, tụi mình là anh em nương tựa với nhau mà, đúng không? Nè, bây giờ nè, bây giờ anh em về trước đi. Có gì để tôi tính sau ha. Đi đi về, đi về. Anh em đi. Không được, không được. Đi về vậy. Đi về. Anh nói đi. Không được. Đâu có về được, về là quên là xù đó. Đúng rồi. Không phải được. Giải quyết trong hôm nay, phải giải quyết liền cho tôi luôn. Anh giải quyết liền đi. Không được. Mấy ngày làm phải đi về trước có gì. Không có đi về gì hết. Anh giải quyết với tụi em đi. Nè nè, tao nói mày trước. Tao nói nha, anh quen tao trước đó. Trời ơi. Phải đi bây giờ luôn á. Phải mày á, tao nói mày á. Mày sao? Trời ơi. Mày sao? Mày nhỏ tụi gấp đôi tao, tao già hơn mày nè. Tao quen ổng trước mày nghĩ sao vậy? Trời ơi, mày tự được cái già mà còn được mập nữa. Mày cái gì? Mày chỉ là uống rượu. Mày ghé ra đi cái gì? Ghé ra nha, để tao giải quyết cái chuyện này nha. Thôi nha, thôi nha. Sao? Mày sao? Tao rước mày đụng tao chết. Mày vừa phải. Thôi thôi, mày đánh tao. Mày đánh tao quá trời. Tao chắc ôi thôi mày tao. Con nào đây? Mày là con nào? Ủa? Nhỏ nào đây? Nói, trả lời. Khoan, nhà tôi mà. Anh, bộ tính mở shop quần áo hay sao mà mua mannequin nhiều quá vậy? Cái gì vậy? Ê, mày đừng có chọc tao, đánh mày nha. Anh trả lời đi, con này là con nào? Vợ anh. Vợ? Ba là vợ hả? Đương nhiên rồi. Trời đất ơi, đi qua đây. Ủa, khoan nha, tôi đang cho con bú trên lòng. Con có con chứ vợ này. Vậy mà đòi kế hoạch quá với tụi mình. Anh Đức, mấy người này là ai hả? Ủa, là anh gì hả? Tức quá. Trả lời đi. Chuyện này là sao? Hả? Thì cái này anh em của anh. Anh em. Anh em. Không. Anh em. Rồi rồi, tôi biết rồi. Khoan, chị là trà xanh. Chị cũng là trà xanh. Ông có vợ rồi. Trời ơi, vậy mà còn nhắn tin cua tôi. Đàn bà đánh phóng chứ không đánh ghen. Đánh nó. Bình tĩnh. Ủa sao đánh được tôi? Bao nhiêu năm bôn ba em đấu tranh cho cái chuyện người ta. Thiên hạ thì em pha mặc kệ em cứ xông pha từng nhà. Nơi đâu đang kêu than em đây xe tới xóa u việc lo. Giang đôi tay ta ra. Dạ em nghe. Dạ anh hài lòng là em vui rồi. 3-4 giờ sáng mà có điện thoại gọi tới thì nghỉ đi. Làm nghề gì? Sugar baby. Chỉ có là cái nghề đó thôi. Từ ngày con Thảo nó về đây á, là cái xóm mình nó không còn văn minh nữa. Chính xác. Cũng được, xóm mình đã phải nghèo cho sạch rách cho tao. Nói em nghe coi, chị làm gì mà chị vừa được trang điểm đẹp nè. Mà em thấy chị mặc đồ đẹp suốt ngày luôn á, sướng quá trời. Thì cần sướng cũng có nhiều khi sướng lắm á. Em quyết định rồi, em sẽ theo chị. Không được. Tao nói thiệt mày nha, bông đào cái nghề này nó ê chề, nó nhục nhã dữ lắm đó. Không tích cực được á, thì tích đất đây.